Khoảng 5 năm về trước, tôi từng sống trong một khu căn hộ nhỏ ở vùng trung tâm một thành phố lớn của Hoa Kỳ. Tôi là một cú đêm chính hiệu, do đó tôi luôn cảm thấy buồn chán khi bạn cùng phòng của tôi, người chắc chắn rằng sẽ không phải là cú đêm, leo lên giường đi ngủ. Và để giết thời gian, tôi đành phải đi bộ quanh quẩn và dành thời gian để suy nghĩ. Tôi dùng cách đó tận 4 năm để giết thời gian vào buổi tối và chưa từng có một lý do để tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi cũng từng đùa với thằng bạn thân cùng phòng rằng đến cả mấy thằng bán đá trong thành phố vẫn còn lịch sự chán. Nhưng tất cả điều đó đã thay đổi chỉ trong một vài phút ngắn ngủi của cái đêm định mệnh đó. Đó là một đêm thứ tư, khoảng chừng 1 đến 2 giờ sáng. Tôi đang lang thang gần một trạm cảnh sát ở gần công viên khá xa với căn hộ của tôi. Đó là một đêm tĩnh lặng, quá tĩnh lặng, kể cả khi đó là đêm trong tuần. Xe cộ rất ít và hầu như chẳng có ai đi bộ quanh đó cả. Công viên vẫn như mọi buổi tối khác, hoàn toàn không một bóng người. Tôi băng qua làn đường bên kia, chuẩn bị vòng về căn hộ của chính mình, thì đó cũng là lúc mà tôi nhìn thấy hắn. Ở cuối làn đường nơi tôi đứng là bóng của một gã đàn ông đang nhảy múa. Đó là một điệu nhảy rất là kỳ lạ, giống điệu nhảy quắc, nhưng cuối mỗi nhịp hắn lại kết thúc bằng một bước trượt dài. Có thể nói rằng hắn ta có lẽ là vừa đi vừa nhảy, tiến thẳng về phía tôi. Tôi đoán rằng hắn ta đang say bí tỉ. Tôi đã nép vào lề đường bên trong hết mức có thể, nhường cho hắn phần lớn lề đường để đi. Hắn đến càng gần, tôi càng nhận ra rằng hắn di chuyển cực kỳ thanh thoát. Hắn cao, ốm và lạnh khảnh, khoác một bộ suit cổ, và hắn tiếp tục nhảy nhót cho đến khi hắn đến đủ gần để tôi nhìn rõ mặt của hắn. Mắt của hắn mở to một cách hoang dại, đầu hơi ngửa về phía sau, ngước nhìn trời. Miệng của hắn mở rộng, toát theo kiểu nhân vật hoạt hình đang cười vậy. Trông thấy đôi mắt và nụ cười đó, tôi quyết định qua đường luôn trước khi tên này tiến đến gần tôi hơn. Tôi ngoảnh mặt khỏi hắn để băng qua đường. Ngay khi vừa đến làn đường bên kia, tôi nhìn lại và tôi chết đứng tại chỗ. Hắn ta đang ngừng nhảy và đứng trên một chân ở đường bên kia song song với tôi. Hắn quay người hướng về phía tôi, nhưng mặt vẫn ngẩng lên bầu trời, nụ cười vẫn rộng toát trên miệng. Và nói thật với các bạn, tôi đã sợ teo giá ra rồi. Tôi bắt đầu đi tiếp, nhưng vẫn lén quan sát gã kia. Hắn vẫn không hề di chuyển. Đến khi tôi đã bỏ xa hắn khoảng nửa khu nhà, tôi ngẩng mặt khỏi hắn một vài giây để nhìn làn đường trước mắt. Làn đường trước mặt tôi hoàn toàn trống, vẫn còn đang sợ teo giá đây này. Tôi ngẩng cổ nhìn lại để xem hắn ta đã đi hay chưa. Ngày một phút giây nào đó, tôi cảm thấy thật là nhẹ nhõm, cho đến khi tôi nhận ra hắn. Hắn đã băng qua đường, người của hắn ta co rúm lại. Tôi không thể nói rõ về khoảng cách và bóng tối, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng hắn ta đang hướng về phía tôi. Tôi đã rời mắt khỏi hắn chưa đến 10 giây, có nghĩa là hắn ta di chuyển rất là nhanh. Tôi đã sốc đến mức tôi đứng đó nhìn hắn một lúc, cho đến khi hắn bắt đầu tiến về phía tôi. Hắn xài những bước dài, rón rén một cách thái quá, cứ như là hắn là một nhân vật hoạt hình lanh lẹn đi theo ai đó vậy. Trừ việc hắn di chuyển rất nhanh. Phải thú thật là đến lúc này tôi đã bỏ chạy, hoặc lôi bình xịt cây ra, hoặc điện thoại, hoặc là bất cứ thứ gì khác. Nhưng tôi không làm thế. Tôi chỉ đứng đó bất động khi gã kỳ quái kia tiến dần đến tôi. Hắn lại dừng lại cách tôi khoảng cỡ một cái xe ô tô, vẫn cười và ngẩng mặt lên trời. Ngay khi tôi có thể bật được thành tiếng, tôi nói ngay điều đầu tiên hiện hữu trong đầu. Tôi định nói như thế này: mày muốn cái quái gì vậy? Bằng một cái tông giọng giận dữ. Nhưng những gì tôi nói ra lại chỉ là những tiếng rên. Mày muốn cái gì? Bất kể thế nào đi nữa, con người có thể cảm nhận được sự sợ hãi. Họ chắc chắn cảm nhận được điều đó. Tôi đã cảm nhận được nó trong chính giọng nói của tôi. Và điều đó chỉ càng làm tôi thêm sun vòi lại. Nhưng hắn vẫn chẳng phản ứng gì cả. Hắn chỉ đứng đó,
và mỉm cười. Sau một khoảng thời gian ngắn mà cứ tưởng như là vĩnh hằng đối với tôi, hắn đã quay người lại và bắt đầu nhảy đi mất. Tôi chẳng muốn quay lưng lại với hắn nữa, nên tôi chỉ đứng nhìn hắn đi, cho đến khi hắn đi xa đến mức có thể khuất khỏi tầm mắt của tôi. Và rồi tôi kinh hãi nhận ra rằng hắn chẳng di chuyển thêm nữa, cũng chẳng nhảy múa. Tôi kinh hoàng nhìn bóng dáng của hắn càng ngày càng lớn hơn. Hắn đang quay lại chỗ của tôi. Lần này hắn chạy. Tôi đã chạy bạt mạng. Tôi chạy đến khi tôi đến được một con đường sáng sủa hơn với một ít xe cộ. Nhìn lại đằng sau lưng, hắn đã mất dạng. Suốt đường về lại căn hộ, tôi cứ liên tục ngoảnh lại sau lưng, hy vọng sẽ nhìn thấy nụ cười ngu si của gã đó. Nhưng hắn không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi sống ở thành phố đó thêm 6 tháng sau đêm đó, và không bao giờ ra ngoài vào buổi đêm một lần nào nữa. Có một cái gì đó đã khiến tôi kinh hãi. Hắn không say, hắn cũng không có vẻ cần, hắn hoàn toàn điên loạn, và đó là thứ đáng sợ nhất. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để nghe tôi kể chuyện này. Lần đầu tiên tôi kể chuyện này là với bạn cùng phòng của tôi. Anh bạn không phải là cú đêm mà tôi nhắc tới ở đầu truyện. Lần thứ hai là với một người bạn, nhưng anh ta chỉ đơn giản là cười đùa và nói rằng có vẻ như hắn ta muốn chơi bà đề với ông đấy. Là con trai nên biết giữ gìn bản thân nhé. Và hầu hết những người bạn khác của tôi mà tôi kể đều đồng ý rằng hắn ta đang sử dụng ma túy và muốn quấy rối tôi. Vì thú thật là tôi khá là đẹp trai, và có nhiều người còn ví anh ta giống như là Slenderman. Thì tôi xin nói thêm rằng hắn ta tuy cao nhưng không cao tới 2m đâu. Có lẽ là do tôi hơi lùn đi, vì thực sự tôi chỉ cao có 1m7. Và cũng thật là kỳ lạ khi viết ra những dòng này, nhưng tôi chỉ muốn giải thích với mọi người một chút. Đó là tôi không phải cố gắng giải thích chuyển động của anh ta, mà đơn giản là tôi có thể bắt chước theo như vậy. Cho nên có thể nói rằng theo tôi, anh ta cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Có điều là hơi xê xỉ một chút. Và đối với bất cứ ai hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện, tôi xin cam đoan rằng đây là sự thực, và nó xảy ra với tôi. Tôi không sợ ma hay sợ quỷ quái gì cả. Chính những con người trong câu chuyện này mà nó kể đã khiến tôi thực sự sợ hãi.